Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay chia sẻ với các bạn video mình đi xe chuyển bệnh miễn phí từ Đồng Tháp về bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Đi trên xe của mình thì có mình và tài xế em Kiệt ở Hồng Ngự. Này đang chuẩn bị vào đường cao tốc các bạn ơi. Đây là cao tốc chỗ ngay chỗ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Từ đây mình về điểm đầu cao tốc là lộ trình 99 km. Là mình sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Xe đang vào đoạn cua các bạn, cho nên phải đi chậm. Khi qua hết đoạn cua này thì anh em mình sẽ tranh thủ tăng tốc đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là xe mình đang đi trên cao tốc đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang các bạn. Này đang qua cầu Thâm Lương. Xung quanh đây rất nhiều vườn cây ăn trái các bạn ơi. Ở đây có dừa, sầu riêng, trong mít Thái. Sầu riêng bên trái này các bạn. Ôi, vườn sầu riêng rất là xanh tốt mà chắc có lẽ xe chạy nhanh quá các bạn nhìn không thấy kịp. Đoạn đường cao tốc mới này các bạn, đoạn đường cao tốc mới thì chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, cho nên các bạn cảm thấy nó hơi hẹp tí xíu. Chút xíu lên đoạn cao tốc phía trên đoạn đường cũ thì các bạn có thấy cái làn dừng khẩn cấp để dành cho xe ưu tiên thì nó rộng, vừa đủ chiếc xe chạy cũng rất dễ đi các bạn. Hiện nay đang đi trên cao tốc thì xe mình sẽ không có bật còi ưu tiên các bạn, chỉ mở đèn thôi là các phương tiện khác tự động tránh vào nhường đường cho mình. Rất xin cảm ơn các bác tài đã nhường đường cho xe chở và bệnh nhân đi trong thời gian tới bệnh viện thời gian ngắn nhất. Tới đây là sắp tới là lối rẽ ra thị xã Cái Bè và thị xã Cai Lậy các bạn. Đây này các bạn, tới lối rẽ này các bạn, đây rẽ phải đây các bạn. Còn mình đi thẳng luôn. Xe mình đang đi vào trạm thu phí thứ hai của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Mình qua trạm thu phí này cũng được miễn phí nha các bạn, xe cứu thương được ưu tiên miễn phí. Mình còn khoảng 54 cây nữa là hết cao tốc là sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Hiện tại thì xe mình tới trạm dừng chân trên cao tốc các bạn, mình sẽ ghé mình đổ thêm nhiên liệu rồi tiếp tục đi trước các bạn ơi. Mình sẽ ghé đây khoảng 5 phút rồi mình đi. Đây khu vực này tiếp nhiên liệu và mình có dịch vụ ăn uống cà phê giải khát các bạn. Chút xíu đổ dầu xong thì mình sẽ ra lối này. Vào thành phố rồi các bạn, đường lúc này tương đối kẹt xe các bạn.
quá kẹt xe. Phía trước mình cũng có một chiếc xe cấp cứu chuyển bệnh đó các bạn. Xe phía trước xe của tỉnh Long An. Kẹt xe thành hàng dài các bạn ơi. Xe cấp cứu này thứ nhất lên từng chút một. May quá có đèn xanh rồi các bạn. Giờ sao có đi tới bệnh viện chợ đấy các bạn. Lúc này chuyển bệnh xong anh em ngồi cặp hàng rào bệnh viện ăn cơm các bạn. Ăn cơm xong chuẩn bị về thành phố Hồng Ngự. Tiếp tục hành trình các bạn ơi. Mời các bạn ăn cơm nha. Video chia sẻ chuyến xe chuyển bệnh miễn phí đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin một like, một chia sẻ. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống.